Vương cũng xin chào cả nhà đã đến tới video của Vương nha. Vương chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc trong gia đình. Thì ngày hôm nay thì tiếp tục thì Vương hành trình là Vương đào một cái lỗ giống gì này cả nhà. Tại cái này là mình đào lỗ là mình chưa có gọi là xong đâu nha. Tại cái này là mình phải đào sâu xuống. Đào sâu xuống mình mới ấy được. Nhưng mà đất của nhà Vương á rất là cứng. Bây giờ coi chú đó, thì cái khúc này là nó mềm này, còn mấy chỗ cái khúc khác đó, nó rất là cứng nha cả nhà. Mà cứng á thì mình phải vô nước. Đây là mình vô nước này, nó sẽ thấm đất đi rồi nó sẽ mềm, mình sẽ xúc lên. Đây bà Vương này cả nhà, bà Vương đang ấy nước cho nó thấm này cả nhà. Xin chào cả nhà cái ba. Chào cả nhà. Đó, thì mình vô từng phỉnh lỗ để cho nó rút nước và mình đào xuống cho nó dễ. Đây mình đào cái hố của nó là phải cỡ đây này cả nhà. Này là xuống tí xíu nữa là ok nè. Và anh Cường á thì cái nhiệm vụ của anh Cường là vô nước ba Vương á thì vô nước xong thì anh Cường là xúc lên, còn ông chú này là ba vợ của anh Cường phụ gọi là cuốc để có một cái ô mà mình làm đó. Thì bây giờ thì cái hành trình thì Vương cũng làm cũng một được là gần một nửa miếng đất này rồi nha cả nhà nha. Đó thì bây giờ mà mấy lỗ này á hơn là cả nhà Vương ra phụ Vương, còn mà cái này mà một mình Vương làm á là có thể là một cái câu gọi là tắt thở luôn á cả nhà. Đó. Còn cái này là Vương ban ra hết rồi này. Đó, cái phần tập trước á thì Vương ban ra hết rồi và kêu thêm một xe nữa là cái khúc kia là nó thiếu. Đó, và ở đây này nó sủng á, là Vương kêu thêm một xe nữa, Vương ban ra cho nó bằng luôn. Sau này là cái nước lụt đó nha. Nước đó là ví dụ là một năm có một lần là trời mưa thiệt là to cả nhà, thì nước có thể là dâng lên tới đây và vô trong nhà của Vương luôn đó. Thì nó rất là nguy hiểm, tại vì mình phải bỏ đất cát đó, là mình bằng cái mí bò đây này cả nhà. Đó, mình phải bỏ bằng cái mí bờ đây này, ví dụ là nước vô là nó rút ra. Còn cái lúc tập trước á thì Vương quay cho cả nhà xem á là nó cái thủng của nó rất là sâu, và cái đó là mình sợ nó rút ra không kịp và nó ỉ nước đó là nó sẽ kéo nguyên cái vách tường này này. Thì hộp đó thì nhà Vương cũng xây lên một lần và nó bị kéo đi hết toàn bộ luôn cả nhà. Đó, toàn bộ luôn là nó kéo, là nó còn cái mấy cục bê tông đây nè. Mấy bê tông này là cái vách tường này, và bây giờ là thiết kế chắc hơn và bảo đảm hơn, và Vương làm cho nó ok hơn là cái đợt này là không sợ nước luôn á cả nhà. Và Vương ở đây thì Vương trồng mấy cây dừa, và hộp đó thì Vương trồng mấy cái cây mấn cầu ở cái khúc kia kìa. Nhưng mà trồng lên là nó chết, tại vì Vương thiếu kinh nghiệm á cả nhà. Bây giờ Vương đã nghiên cứu kỹ rồi thì Vương trồng lại, và hành trình thì đông người hơn và phụ Vương nhiều hơn. Hộp đó thì Vương một mình Vương làm rất là mệt luôn. Đó, bây giờ thì Vương bắt đầu làm cho phụ cả nhà luôn. Đó,
có gì Vuông sẽ quay ra cho cả nhà xem nha. Và Vuông sẽ trồng, Vuông sẽ đi mua cây giống này, rồi Vuông trồng xuống cho cả nhà xem luôn. Vuông trồng cái gì và cái gì nha cả nhà nha. Đây là một cái kế hoạch riêng của Vuông đó. Cứ xong rồi vô nước như vậy này cả nhà. Và bây giờ kia là đào tiếp, cứ chia ra là mình đào thôi, còn cái cây xoài bự này thôi. Rồi bây giờ Vuông bắt đầu làm nha. Còn còn anh Cường này, nó cứ vô nước xong rồi xúc gì này nó rất là mềm. Chào cả nhà anh Cường. Chào cả nhà. Đó, anh Cường là anh xúc như vậy nè. Mềm không anh Cường? Mềm nhé, vô nước mà phải mềm nhé. Này xong để cho nó rút tới xíu nữa múc cho nó nhẹ anh Cường ạ. Kịp để giờ mình ấy xuống cho nó cứng, cho mấy cái chỗ cứng nước còn dư này. Nó rút xuống thêm, đào xuống thêm. Tại em thấy để cho nó rút nước thì mình xúc cho nó nhẹ hơn. Đó. Giờ đang ở không làm gì. Và bây giờ bắt đầu Vuông làm nữa tiếp nha. Vuông làm giống như ông chú á, cuốc khoanh lỗ để vô nước. Rồi. Rồi nãy giờ đó thì bây giờ thì cũng tầm khoảng có 6 rưỡi rồi mà mặt trời cũng còn sáng này cả nhà. Thì anh Cường đang cuốc một lỗ này nữa này. Thì bắt đầu nghỉ. Thì mình làm tới cái khúc đây rồi. Và mình sẽ đào một hàng ở đây nữa là êm á. Thì cái này đào 2, 4, 4 lỗ nữa. Đào một hàng này 4 lỗ nữa. Và vô đây thêm 2 lỗ nữa là 6 lỗ. Là cái diện tích là mình làm xong rồi. Mai, sáng mai nữa là mình đi vừa đào này và vừa đi mua cây. Thì cả nhà hãy theo chân của Vuông và hãy để lấy cho Vuông một cái like và một cái đăng ký, một cái chia sẻ nữa để Vuông có một cái động lực Vuông làm cái dự án của Vuông lên nha cả nhà nha. Đó, bây giờ là xúc cái này nữa là vô nước nữa là nghỉ này. Chuẩn bị nghỉ đó anh con. Chuẩn bị nghỉ. Rồi. Bye. Rồi, hẹn gặp lại ngày mai nha cả nhà nha. Ôi Vuông xin chào cả nhà buổi sáng nha. Thì mình bắt đầu cái hành trình là mình xúc những cái hố để mình trồng cái cây cả nhà. Thì đây mình ngâm nước rồi này. Đó, mình ngâm nước nó sẽ mềm như vậy nè. Đó, không? Còn hầu qua là cuốc xuống đó. Đào cái lỗ này nó rất là căng luôn cả nhà. Thì giờ là mình vô nước là nó mềm đi thì mình chỉ sáng giá và mình xúc lên tất cả các ô này nữa là xong nha cả nhà nha. Rồi xong rồi mình đào thêm mấy cái lỗ bên kia và mấy cái lỗ bên này nữa, tại hồi qua là mình không có làm việc đó cả nhà. Giờ là mình bắt đầu mình làm nha. Thank you.
kia 1 2 3 4 5 6. Lỗ này nữa là 7. Còn 7 lỗ nữa là xong luôn đó cả nhà. Thì đây này cả nhà. Thì mình đào những cái lỗ đây này là mình sẽ trồng những cái cây xuống. Cái này là mình từ đây đổ vô trong kia là mình làm xong hết rồi cả nhà. Cái này là mình đào từng hố như này. Rồi mình sẽ bón phân và làm những cái cách để cho cái cây nhanh phát triển. Đó, thì bây giờ là mình xong rồi. Bây giờ thì Vương sẽ bắt đầu Vương đi mua cây giống nha cả nhà nha. Thì bây giờ thì Vương mua cái cây giống gì á thì cả nhà hãy đón xem tiếp những cái tiếp theo của Vương đi mua cây gì và mua và Vương đặt xuống đây thôi đó. Rồi, thì bây giờ thì Vương đã tới địa điểm gọi là cây đó. Thì bây giờ mình vô mình mua cây. Bây giờ mình lựa cái cây gì anh Cường? Xài. Xài ha. Xài với lại... Bây giờ mình cứ lựa. Hồi nãy là mình ở nhà Vương là đếm là 51 lỗ thì mình mua 50 cây. Ở nhà có mấy cây ở cả nhà. Thì ở đây có chị dâu mình phụ Vương này. Đó. Mua đủ loại cây. Thì thứ trước tiên là mình mua xoài này. Đó, xoài mấy cây. Và Vương sẽ mua sầu riêng. À, đây có cây sầu riêng nữa này cả nhà. Wow. Cái cây sầu riêng thì mình nên mình mua mấy cây sầu riêng về mình trồng. Đó, sau này ví dụ mà có sầu riêng ăn thì rất là ngon luôn nha. Và có mít nữa này cả nhà. Ở đây là thu tất cả các loại. Đây là cái cây vút sữa này cả nhà. Thì Vương sẽ lựa ra một cái số cây nào đó Vương sẽ sử dụng lấy về và Vương sẽ trồng nha. Và bây giờ là Vương đi dạo một vòng của cái vườn ở đây. Đây là cả nhà. Vút sữa mà nó có nhiêu đây mà nó ra bông rồi nè. Đây có dừa nữa này cả nhà. Nó đủ loại luôn nha. Bây giờ thì Vương sẽ lựa mấy cái cây vút sữa này. Và anh Cường nè, lựa mấy cái xoài này. Xoài đó xoài gì anh Cường? Xoài này xoài Thái, Thái trái nhỏ. Thái trái nhỏ hả? Wow. Mua bự không? Bự hả? Bự lấy hai cây đi. Lựa cái nào nào nó bự bự á chị. Lựa cái nào bự bự á. Mua hai cây bự nữa đi. Bự à. Bự này, bự này. Bự đó thấy nó cùi cùi vậy ta. Cùi quá hả? Cùi quá thì mình mua cái cây khác. Tại mua cái cây nào mà nó bự về nó cho nó nhanh phát triển luôn. Còn mà mình mua nhỏ quá là cái chăm sóc của nó rất là khó lắm á cả nhà. Cây vú sữa lấy, cây vú sữa lấy chưa? Cây vú sữa trước này chưa lấy. Mày cây vú sữa lấy cho mày. Quá trời cây luôn rồi, không biết ở đây có cái gì nữa này cả nhà. Đây có cây một vườn luôn cả nhà. Giờ Vương lấy nha. Và đây này cả nhà, thì Vương lựa mít và mặn và bự. Thì Vương lựa đủ loại luôn nha cả nhà nha. Đây là một số này là của mình này. Và ở trong này nữa, ở trong này là mình mua thêm một mớ nữa. Ok cả nhà, thì Vương cũng mua được một số cái cây này. Thì cả nhà hãy cho Vương một cái like, một cái đăng ký và một cái chia sẻ để Vương có cái động lực Vương ra nhiều cái video nữa nha. Và bây giờ Vương xin tạm dừng cái video và bye bye các anh Cường. Bye bye. Ok. Rồi.